Dạ anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em ghép sim iPhone 8 Plus này. Cái này lắp T-Mobile nha. AT&T nha, mình ghép bằng sim Ronin 1.7 này nha anh em. Đó. Và mình ghép cho anh em coi này. Vô. Luồn cái đuôi này xuống dưới nha. Đấy, cái này nó đặc biệt là nó là VN scan này, chút nữa mình sẽ giải thích cái đó. Anh em vô cái trang web mình này, hưngthịnhmobile.com. Sau đó vào cái bảng mã EMSI iPhone lock này. Đây là có tất cả các bản mã mình cần nha, tất cả các mã mình cần. Chọn qua Mỹ này. Đầu tiên anh em phải check nó ra là nhà mạng gì này. Rồi bấm nút home, gọi khẩn cấp, bấm sao bấm gọi. Anh em để ý thấy nó tụt sóng này. Rồi chờ xíu mình nhập mã AT&T là 3104101, cái gip không có nha. Đó, hưngthịnhmobile.com nha anh em. Đây, chờ khoảng cỡ 1 phút nha là nó hiện, mình nói vậy thôi nhé, mình thật sự nó không tới một phút mà điểm cái nói cho khỏi anh em đừng bấm nữa, bấm nhiều quá nó ngu cái sim ghép đó. Rồi nó hiện nè, 3104101, bấm gửi, ghép gửi luôn rồi cho nó vô luôn. Giờ này bật cái dữ liệu, bật chuyển vùng dữ liệu luôn. Cái này anh tắt wifi cho anh em coi nha, anh em đỡ cho nó làm gì làm cỡ nó, giờ không có bấm nữa. Như vậy là không có đúng này, nó phải lên LTE hoặc 4G mới được. Cái này là rất Facebook mình mời anh em vô chơi. Cái sim này mình bán 150.000 cái nha anh em. Phải bên Trung Quốc là nó làm cái sim y chang mình luôn. Có loại có chữ Pro, có chữ không có Pro, nó ghi chữ khác. Nhưng mà cũng cái menu cũng bấm sao gọi y chang sim mình luôn nha. Nên đó là mình yêu cầu là phải có bao bì của mình mới bảo hành nha. Lưu ý nha anh em. Bán 150.000 nha, anh em làm được qua mình mua nha. Mình hỗ trợ cho anh em nha. Anh em thao tự động nó nhảy, chứ mình không cần làm gì hết, mình nói auto là auto hoàn toàn luôn. Đó, nó nhảy này, anh em để ý cái cột sóng này nó nhảy. Từng nào mà lên LTE là mới được. LTE nhưng mà nó đứng hồi mới được nha. Đó, như vậy là được rồi này. Rồi 900. Vẫn chưa được nha. Không được là mình tắt, như vậy là không được là mình tắt máy khởi động lại cái cho chắc ăn nha. Đấy. Rồi mở nó lại. Đây group Facebook mình này, mời anh em vô chơi nha anh em. Đó. Anh em chia sẻ rồi kinh nghiệm rồi vô này mua bán máy trong này. Là ok nha. Nó lên LTE rồi nè, gọi qua thử số mình được chưa? Cuộc gọi này. Tiền mới này, để mình test 4G này. Rồi ok nha anh em. Rồi sau đó mình vô app store, mình download cái app này. Contact Pro nha. Contact Pro này. Biểu tượng này nha anh em. Rồi bấm vô, mở. Cho phép. Rồi ok, bấm contact. Chọn cái biểu tượng công cụ này. Utility, chọn qua Việt Nam này, S quốc gia. Rồi đóng lại. Quay lại, bấm edit prefix number này, bấm edit cái là xong nha. Rồi xong, chúc anh em vui vẻ, chào anh em.